cái rèm đâu rồi á? Quên mất rồi, trời ơi, phát hiện ra cái rèm nhỉ? Đây này, đây này, đây, trời ơi. Đây là cái rèm. Mọi người biết tại sao cái rèm nó lại như thế không? Tại vì cái con này nó cào, nó suốt ngày nó cào cái rèm, nên là mình phải bắt nó lên. Ơ, nhiều quên mất, không thả nó xuống, quên. Mọi người hỏi mình mới để ý đấy. Bởi vì là cái con gạo hôm qua, nửa đêm hôm qua mình với nó cãi nhau, chửi nhau. Xong hôm nay hàng đám lên hỏi là hôm qua mày quát gì nó đấy? Xong mà nó cứ cạo cái rèm, xong rồi nói nó đéo nghe mọi người ạ. Mà chẳng lẽ mình đánh nó, mình không phải đánh nó được. Đấy, bắt đầu mình với nó chửi nhau. Đấy, bây giờ mình chửi một câu, nó bắt đầu gào lên một câu. Thế là hai đứa cứ ngồi chửi nhau, xong rồi mình càng chửi nó càng cào rèm. Thế là mình cáu á, mình vắt mẹ ra cái rèm lên trên kia. Thế là tối qua ngủ chả thả rèm luôn. Sau hôm nay trời nắng cả vào trong giường, kệ mẹ nó không thả xuống nữa, bởi vì là nó cao tan nát cái rèm của mình rồi. 3,8 triệu của mình mẹ nó cao thôi, mất dậy lắm mình này, mất dậy lắm mình này. Ê, mất dậy không, đánh đá không, đây cái mặt đấy, mày giỏi lắm rồi. Bây giờ là mình bất lực rồi, mình không thể làm gì được nữa rồi, mình phải vắt hết tất cả những cái gì ở đây rồi. Đây. Cái đệm tay ở bàn phim co xe các bạn biết đúng không? Cái bàn phim mấy củ của mình ấy, 4 củ của mình ấy. Mà cái con mất dậy này nó không nhớ bao nhiêu tiền nữa, nhưng mà cái bàn phim rất là đắt tiền. Đây, và đây là nó cào đây, nó cào sứt ra đây. Và bây giờ không thể làm gì nữa, mình không thể ngồi ngăn cản để nó cào được, hay là mình cất hết tất cả những cái gì mà nó có thể cào được lên. Đấy, và đây là cái đệm của bàn phím co xe. Đấy, mình không để đây nữa, bởi vì là mình chỉ cần sảnh ra cái là thấy nó cào mà mất dậy thật sự luôn. Thế là mình phải tháo ra, xong rồi mình cất ở trên này để cho nó không cào nữa. Nói chung là cái gì nó cào được thì mình cất đi thôi, chứ bây giờ mình không thể cấm nó cào được, cái mất dậy nó mất dậy lắm. Mà nhá. Chết rồi. Mấy cái nó đi bay cả bàn phím này. Ui, long cả nút luôn. Các bạn không thể tưởng tượng ở đâu, tối hôm qua mình với nó còn phải ngồi sau khi chửi nhau là mình đã rất là kiên nhẫn rồi. Mình bảo là bây giờ nó bé nó không biết gì thì mình phải dạy nó. Đúng không? Nó ngu lắm, nó mà thông minh như mình thì nó đỡ rồi. Thế là hôm qua mình phải ngồi dạy nó cào, nhưng mà nó không biết cào. Đây này. Đây là con chuột của nó đúng không? Đấy, thì cái đây là tích hợp cả con chuột để chơi và cả cái bàn cào luôn. Nhưng mà con này nó không biết cào, thế hôm qua mình phải dạy nó. Sau các bạn biết mình làm gì không? Mình rút cái này ra, mình vứt đi. Đây, vứt ở đây cho nó đỡ nhìn. Đấy, sau rồi mình dạy nó cào như thế này. Nhìn này, cào như này, cào này. Cào đi, con cào đi. Cào, nhanh lên, cào như thế này. Đấy, hôm qua mình ngồi cả buổi tối, mình với cả nó ngồi dạy nó cào, nhưng mà mặt nó cứ mặt trơ ra, mặt nó kiểu như là mày làm cái đéo gì đấy, xong rồi nó không nghe mình, nó không làm theo mình. Cào đi, đây này, cào vào đây. Cào vào đây nhanh lên. Đấy, cào vào đây này. Tay đâu? Đây, nhẹ. Thế không? Hai tay. Nhanh lên, cào đi tí cho ăn. Nhanh. Cái này để cào biết chưa? Không phải là rèm để cào biết chưa? Ghế của tao mấy củ mày biết đâu? Cái này bao tiền mày biết đâu? Mày cào đâu hả? Cào cái này này. Cào đi, như này. Nhanh lên. Mặt nó cứ trơ ra, nó không thèm nghe mọi người, khổ vãi đái. Cả tối qua mình ngồi dậy nó đấy, nhưng mà nó có vào đầu tí nào đâu. Hôm nay nó vẫn đi cào bình thường, thế là có cái gì là mình vứt hết đi, cất hết đi. Đây, cáo đấy, đúng rồi. Ở nó mắc cái sao, hình như là cái bàn cào này nó bị mắc hơi khó chịu hay sao ấy. Sau tối hôm qua mình còn đi cắt móng cho nó nữa. Thì các bạn biết là con này nó không biết kêu đúng không? Con này nó chỉ biết ăn thôi chứ nó không biết kêu. Bình thường rất là ít khi nó kêu. Để nghe được một lần nó kêu rất là khó. Có một lần nó kêu trên stream cho mọi người kiểu bị bất ngờ ấy, bị sốc ấy, kiểu ui, con gạo nó cũng biết kêu. Thế là hôm qua mình mới, bởi vì là rất là bất lực về cái sự gọi là cào cấu của nó, cào cắn cấu xé của nó, thì hôm qua mình đè nó ra, mình bế nó như thế này, mình bế nó vào tay, xong rồi một tay mình cầm tay nó, một tay mình cầm cái kéo của người ạ, mình đi cắt móng cho nó, nhưng mà mình không biết cắt như thế nào, nhưng mà mình đang xem đã để xem nó cắt như thế nào. Thì mình bắt đầu vành vành cái móng của nó ra để mình nhìn móng, bắt đầu nó kêu mẹ, nó kêu như mình cắt tiết, mình sợ mấy cái, xong rồi mình bị hốt hoảng luôn. Mà từ lúc mà mình đón nó về nhá, cho nó ăn, chửi nó, làm gì cũng có, nói chung là tốt với nó, không tốt với nó như thế nào, chưa bao giờ thì nó kêu to như thế. Mà hôm qua mình giơ cái kéo lên, mình đè ngửa nó ra, mà bắt đầu nó kêu như là bị cắt tiết ấy. Thế là thôi, chả cắt nữa. Tại vì nó kêu ghê quá, nó kêu như là kiểu mình chuẩn bị dùng kéo để cắt cổ nó không bằng ấy. Thế là thôi, cất kéo đi, chả cắt nữa, làm mang ra spa cho người ta cắt chứ chịu chết ấy. Xong rồi thế là bất lực quá, chửi nhau chán rồi, cắt móng không được, thế là thôi cất hết đi, vắt hết cả rèm cả thức cắt thứ lên cho khỏi cào, thế là được. Nó nhìn chị kiểu bà này khổ. Chà. Đây, chào mọi người đi. Nhanh hết, chào mọi người đi, ơ kìa. Nào, đây, rất là bất mãn, rất là khó chịu nhá. Hình như là cái đèn này bị sáng quá rồi. Này nhớ, mai tao cắt móng cho mày nhớ. Này, giỏi lắm rồi. Đấy, hôm nay mặc áo màu đen, tí nữa lại dính toàn lông của nó thôi. Chị thử cù đi á, cù á, nó toàn cắn thôi đây này.
đây cù nó như thế này, đây. Nó lật ngửa lên, nó đi chơi, nó có thèm chơi mình đâu, nó mất dạy. Nên ăn lối bước về sau để thấy em rõ hơn. Oh my. Theo dõi chị bao lâu mà mãi hôm nay mới được chào. Ui, nghìn sao luôn. Rồi, quá uy tín, cảm ơn Hưng nhá. Cảm ơn Huy Hưng. Mặc dù cùng tên với thằng em trai của chị, nhưng mà thằng em trai của chị bây giờ nó cũng chỉ biết xin tiền chị để đi chơi với gái thôi, chứ nó chưa cho chị đồng nào luôn. Đấy, thế mà Hưng này biết donate sao đấy. Giỏi quá, xin quá. Chả giống thằng em trai mình, thằng em trai của mình à. Tiền mà các chị cho nó, mẹ cho nó, thực ra nó cũng không hay xin đâu, nó không xin tiền đâu. Nhưng mà nếu có tiền thì nó sẽ đưa gái đi chơi. Nhầm, mà thì không đúng, đưa người yêu nó đi chơi. Chứ còn nó chưa bao giờ donate cho chị nó bao giờ cả. Chỉ có mình nợ nó xong mình không trả thôi. Mình tự giác mình không trả, coi như đấy tiền donate thôi. Mình vẫn nợ nó 500 nghìn thì sao ấy. Mình vẫn nợ thằng em mình 500 nghìn. Đợt đấy kiểu nó, chả biết là nó với cả bạn bè nó nợ nhau cái gì. Xong rồi kiểu bạn nó lại trả nó qua số tài khoản, nhưng nó lại không có số tài khoản. Thế là nó lại cho bạn nó số tài khoản của mình để gửi nhờ. Đấy, xong tự dưng hôm đấy mình đang nằm ở nhà, thấy tinh tinh, cộng 500 nghìn. Xong mình bảo, ui đù má, ai mà xịn thế, không xin mà vẫn donate 500 nghìn. Đấy, thế xong rồi mình cứ ngồi suy nghĩ, mình cứ thôi tôi xin gì đâu đúng không? Đấy, thì mình cứ tặc lưỡi, ở thì ai donate thì mình xin. Ngon, đấy, thế là tôi bớt cơm để ăn rồi. Xong rồi thì nó thấy thằng em nhắn tin bảo là chị nhận được 500 nghìn chưa? Thằng bạn em nó gửi nhờ đấy. Thằng bạn em nó gửi, đấy, các thứ nó. Xong rồi mình bảo là sao lại gửi vào số tài khoản của tao? Nó bảo là nó nợ em. Đấy, xong mình bảo, ừ, thế hôm nào về quê trả. Xong rồi mình về quê độ tầm cũng khá nhiều lần, nhưng mình đéo trả. Còn gì nữa đâu. Còn cái nịt nhá. Được chứ, tại vì về quê làm gì có đồng nào đâu. Em đang thích một nhỏ hơn em 1 tuổi mà xong. À mà con học chung nó thích em thì phải làm như nào chị? Liên quan gì? Ủa, chứ bây giờ em thích đứa kia xong rồi đứa này nó thích em thì em lại không được thích đứa kia nữa, em phải quay lại thích nó à? Cứ điên à? Cái cuộc đời này nó kiểu vậy mà. Đúng không? Có phải là ai thích ai thì cũng được đáp lại đâu. Em không có nghĩa vụ phải đáp lại người mà em không có tình cảm. Em chỉ cần có nghĩa vụ là thẳng thắn là em không thích người ta để người ta đỡ phải mất thời gian, công sức, tiền bạc của người ta thôi. Để mình dừng lại thôi, để người ta dừng lại thôi. Chứ còn em đâu có nghĩa vụ là phải đáp lại tình cảm người ta đâu mà phải làm sao cái gì làm sao. Hay là em đang thích đứa kia thì đứa kia nó không thích em, nhưng mà đứa này nó thích em, hay là tự dưng em được nó quan tâm chăm sóc, hay là em thích quá đúng không? Vậy em không muốn từ chối đúng không? Em muốn có một đứa bên cạnh quan tâm chăm sóc trong cái thời gian mà em đi tán đứa kia đúng không? Ý em là vậy đúng không? Thế thì em phải hỏi chị chứ. Chứ còn liên quan gì nó thích em không thích nó thì có làm sao đâu. Nhưng mà em thích thế cơ, em thích nó quan tâm em cơ. Nói lại chuẩn bây giờ chứ còn gì nữa. Mình lại chả đi giày cho bụng các bạn luôn. Chị ơi, em có thích một anh hơn 4 tháng rồi. Em nói cho đứa bạn em biết cái, em biết rồi. Kết bạn Facebook rồi nó inbox hơn 2 tháng giờ. Giờ nó thích crush em mà nó cứ nói là không thích, giờ em nên làm gì ạ? Trời ơi, khó nhở. Tức là bây giờ em đang thích một người đúng không? Xong rồi em khoe với bạn em, rồi em cho info cái, xong rồi nó đi thích cả. Nó inbox với anh kia, xong rồi nó thích luôn đúng không? Thấy chưa? Thích ai thì nói đi, để cho người khác cướp mất. Mình đã bảo rồi, đôi khi lỡ hẹn 1 giờ lần sau muốn gặp phải chờ 100 năm ấy. Không phải câu đấy nhầm, câu gì nhỉ? 1m2 20 thằng ăn cắp ấy. Nói chung là không phải ý mình không phải như thế, nhưng mà khi mà các bạn mà bỏ lỡ một cái gì đấy thì các bạn hôm nay các bạn thích người ta, các bạn hôm nay không tỏ tình, ngày mai các bạn sẽ không biết được là có chuyện gì xảy ra đâu. Ngày mai là 7 thằng nó đến nó tán mất rồi. Nên là tất nhiên là nên hành động đi. Tất cả như thế thì khó lắm, mất cả tình bạn nữa. Nhưng mà bạn em cũng dở tầm đấy, rõ ràng là crush của bạn mình ấy thì cũng không nên kiểu nhắn tin ấy. Ví dụ nhá, mình đang nói là cái trường hợp mà ví dụ mà người mà người ta biết điều ấy, bạn của mình và khoe với mình là tao đang thích anh này đẹp trai đúng không? Mình vào mình cũng thích đấy. Nhưng mà mình phải kiềm chế lại chứ, mình cũng không nhắn tin thế đúng không? Nhắn tin là sao? Nhắn tin là đang tấn công rồi. Như thế là sai rồi. Ví dụ như mình cũng thích thì cái tình cảm mình cũng không thể kiềm chế được, mình cũng không thể gọi là gì. Mình cũng không thể điều khiển được ấy. Lỡ mình có thích người ta thì thôi, cứ im ỉm thôi. Đúng không? Dần dần thì mình cũng sẽ thích thằng khác. Dần dần thì mình cũng thôi thích người đấy. Thì nó đỡ mất tính mất bạn không? Tại sao còn nhắn tin, chủ động nhắn tin nữa thì cũng vai đái thật. Chịu. Quá chuẩn luôn. Mấy đứa ế mà hay tâm sự với mấy đứa hay thất tình thì như vậy có nhục không? Đứa ế mà hay tâm sự với mấy đứa thất tình á? Cảm ơn bạn Phạm Tấn Việt nha. Bạn tặng mình 10 sao nhưng mà bạn hơi sỉ nhục mình nha. Mình không ế nha bạn nha. Mình chỉ là mình cô đơn hơi lâu thôi. Đây là lựa chọn của mình, không phải là
không phải là không thể dùng từ ế được. Ế là sao? Ế là người ta dùng cái từ đấy để chỉ những cái thứ mà nó không còn ai thèm nữa, bạn hiểu không? Không còn ai đả động đến nữa, bỏ đi rồi, không dùng được nữa rồi thì người ta mới dùng từ ế thôi. Bạn dùng từ ế cho mình là hơi xúc phạm mình đó nha. Mình vẫn còn trẻ lắm, mình vẫn còn nhiều sức hút lắm. Bạn có tin không? Để hết cà phê rồi chứ không, mình hút cho bạn xem này. Con trai thích mèo có nói lên điều gì không chị ạ? Không, ai chả thích một điều gì đấy bạn. Có nói lên được cái gì đâu. Chả nói lên được cái gì cả. Nhưng mà ý bạn hỏi cái câu mà con trai thích mèo có nói lên được gì không là bạn thích mèo đúng không? Xong bạn hy vọng là câu trả lời của mình sẽ là ôi, con trai thích mèo thì rất là dễ thương, là một người tinh tế, là một người biết chăm sóc, biết quan tâm người khác, là một chàng trai rất là ấm áp đấy bạn ạ. Đấy, bạn thích mình kiểu mà bốc phét như thế đúng không? No, mình sẽ không nói như thế đâu. Các bạn đừng tự lừa mình nữa. Có cái gì đâu, thích mèo ai chả thích. Chả qua là kiểu có những người không thích mèo vì người ta không thích thôi. Ý mình là kiểu có khi là người ta không ở với mèo, người ta không biết được cái độ dễ thương của nó thôi. Chứ mà mình sẽ không nói những cái mà các bạn muốn nghe đâu. Mình chỉ nói những cái mà thật thôi. Thích mèo ai chẳng thích, chả qua có người không thích thì người ta không thích thôi. Ảo quá chứ, chứ có gì nữa. Không phải đâu, mà là ví dụ như là kiểu mấy cái đứa mà nó cũng biết nó đẹp, nó xinh ấy, nhưng mà nó lên nó cứ ôi mình xấu quá, ôi trời ơi, hôm nay mình trời ơi mình mặc một cái mụn nè, trời ơi mình xấu quá, là sao? Bởi vì nó muốn người khác khen, các bạn hiểu không? Nó muốn bảo là ông sao đâu, bạn chỉ có một cái mụn thôi, cho bạn vẫn xinh lắm, cho bạn vẫn tuyệt vời lắm, bạn như một nàng công chúa vậy, trời ơi mình vẫn thấy bạn xinh vô cùng, bạn xinh tuyệt vời. Không, mình sẽ nói thẳng ra là mụn xấu vãi gạt. Chị kể về một lần bị mẹ mắng vì bị điểm kém đi chị ạ. Mẹ chị thì không mắng quá nhiều bởi vì hồi nhỏ chị học khá là ok, khá là tốt đấy. Một lần bị bố mắng, đấy là bình thường là mình lúc nào mình cũng được giấy khen xuất sắc hết. Xong rồi cái năm học lớp 4, kỳ 1 năm lớp 4 thì mình không được giấy khen xuất sắc mà mình được giấy khen tiên tiến. Thì bố mình rất là tức, bố mình rất là giận bởi vì bình thường năm nào bố mình cũng mang giấy khen học sinh giỏi của mình và của chị Hằng đi photo và sau đó đi mang lên đơn vị sẽ được thưởng. Thật ra thì số tiền thưởng nó không nhiều nhưng mà đấy là cái hãnh diện của người làm cha, các bạn hiểu không? Thì đến mức mà trước mình có kể với các bạn là anh ở chú ở trên đơn vị của bố mình có gọi điện về cho mẹ mình, gọi điện kiểu không đến mẹ mình, gọi điện cho bố mình, gọi điện cho mẹ mình. Thì lúc đấy có chú ở đấy, ông chú nghe điện thoại cùng, ông chú bảo là kiểu như là bố mình đưa điện thoại cho chú ấy, chú hỏi mẹ mình ấy, chú bảo là bà nuôi con kiểu gì mà đứa nào cũng giỏi thế. Đấy, tại vì năm nào bọn mình cũng được học sinh giỏi hết, rất là ngạc nhiên luôn. Đấy, thế là ở trên đấy là bố mình nổi tiếng vì có hai đứa con học giỏi. Đấy, thế là tự dưng năm đấy kỳ một mình không được học sinh giỏi, bố mình rất là giận, bố mình về bố mình mắng mình và do đấy thì bố mình văng đốt hết đồ chơi của mình. Bố mình lấy một cái thúng lên và sau đấy thì lên tầng 2 chỗ ở của mình. Sau đấy thì bắt mình bỏ tự tay bỏ hết đồ chơi của mình vào thúng và bố mình mang xuống đốt. Nhưng mà trong cái lúc mà mình bê cái thúng đồ chơi đấy xuống á, thì mình có giấu con búp bê vào trong túi quần của mình. Bởi vì cái con búp bê đấy là con búp bê mình rất là thích. Ngày xưa mình có một cái thói quen đấy là đi nhặt cái vải vụn về để may quần áo cho búp bê này, xong rồi mua nhặt rồi là đi xin mấy cái đồ chơi về để chơi á, thì ngày xưa không có tiền để mua. Như là bố mình bắt mình vứt hết đi, tại vì mình chuyên kiểu đống nát nhặt nhạnh về để nhà để chơi á, là bố mình bắt đốt hết đi, xong rồi mình nhét được con búp bê vào trong túi. Thế là trong lúc mình bê cái thúng đấy ra đốt thì bố mình biết mình nhét được con búp bê vào trong túi. Thế là bố mình bắt mình bỏ ra, bố mình mang cái thớt ra, bố mình chặt đôi con búp bê của mình luôn. Và sau đấy thì mình mang con búp bê ra bãi tha ma chôn. Đây là câu chuyện mà thật 100% luôn. Đây là câu chuyện thật 100% luôn nha. Mình đã giấu con búp bê đấy vào trong túi quần, bố mình biết, bắt lôi ra, mang dao ra, mang thớt ra, chặt đôi nó luôn. Mang con dao dựa ra chặt đôi luôn. Thế là mình mang ra bãi tha ma mình chôn con búp bê đấy. Bố nghiêm vậy. Rồi có một lần nữa, là mình đấy là bố, lúc đấy là mình cũng bị điểm kém hay gì á. Thế là lúc đấy là cũng cấp 1 thôi. Tức là kiểu hồi nhỏ ấy, hồi nhỏ thôi, bố mình nghiêm thôi. Còn lớn lên cấp 2, từ cấp 2 là bố mình không đánh bọn mình nữa. Không đánh, không mắng nhiều nữa, kiểu chỉ mắng thôi chứ còn ít khi đánh hay là gì lắm. Bởi vì lớn rồi là bố mình sẽ không kiểu như là can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình ấy. Thì có một lần mà cười quá, có một lần nữa, không, bố mình bây giờ hiền lắm nha, không hiểu tại sao được đấy lại như thế, có thể là do bố mình giận lắm thôi. Thì có một lần là bố mình dạy bố mình
đi ở đơn vị về, xong rồi hôm đấy là mình với cả chị Hằng ngồi học ở bàn, xong rồi bố mình ngồi bố mình dạy, xong rồi kiểu bố mình cầm thước để dạy bọn mình học luôn. Đấy là lần đầu tiên và lần duy nhất bố mình dạy bọn mình học, dạy mình học. Xong rồi kiểu lúc ấy mình buồn bố lắm rồi, nhưng mà mình vẫn phải cố mình làm bài tập ấy, nếu mà mình làm sai thì mình sẽ phải đánh vào tay, nó mình bị sợ. Có mỗi lần thôi, còn lại thì gần như là không bố mình không can thiệp nhiều, bởi vì bố mình đi đơn vị mà, bố mình làm ở đơn vị mà bố mình không có ở nhà ấy. Theo suy tí thế kia, lớn lên vô phép ít thôi, không nói thật đấy, đấy là chuyện mà mình cũng không muốn kể đâu, mình chỉ kể thế thôi. Tại vì mình không biết là mình sợ là có ai đó kiểu họ ác ý, họ nghĩ là mình đang kể xấu về bố mình, nhưng mà không nha, bố mình cực kỳ tình cảm luôn á, bố mình sống tình cảm lắm. Chỉ có mỗi lần đấy là bố mình nghiêm thôi, khiến mình nhớ mãi thôi, chứ còn lại thì bình thường bố mình là một người mà kiểu quan sát nhiều, không có hay nói. Mà mình lớn là bố mình tôn trọng mình lắm, để cả cái việc mình đã đòi học thiết kế bố mình không nói gì luôn á. Bố mình kiểu như là mình nói là mình muốn học trường này, học phí nó như thế này, mình học ngành này, xong rồi bố mình cũng bảo là tôi không nói nhiều, nhưng mà ông mà học cái gì ông tìm hiểu cho kỹ vào, chỉ nói thế thôi. Thì bố mình hay trêu kiểu tôi với ông hết. Xong rồi bố mình sau đấy mình mới biết là bố mình lên đơn vị, và sau đấy nhờ các chú ở trên đơn vị, các chú chiến sĩ ở trên đơn vị á, lên Google để đọc cái thông tin về cái trường đấy cơ mà. Bố mình không nói gì đâu, bố mình biết về cái trường đấy, xong rồi chắc là nhờ các chú đọc để các chú cũng nói tốt hay như thế nào, để bố mình không cấm mình học hay như thế nào, bố mình chỉ tự tìm hiểu thôi. Xong rồi nhà mình phải xin nữa thì bán nhà cho mình đi học. Em bị lục một năm khá bị ném bay cái điện thoại à? Lục một năm khá bị ném bay cái điện thoại. Không, nhà chị đập điện thoại là bình thường á. À, có một cái đấy là bố mình mà khi mà say rượu á, bố mình không bao giờ đánh mẹ mình, bố mình chỉ quăng ấm chén, bát đũa cái thứ thôi. Nhà mình không biết là thay bao nhiêu bộ ấm chén rồi, nhưng mà bố mình không đánh mẹ mình bao giờ hết. Đấy là một điểm cộng. Không bao giờ đánh vợ ấy. À, hồi đi học em sợ văn. Nhưng mà bây giờ kiểu hai ông bà về hưu rồi thì cũng hay chửi nhau, cũng hay cãi nhau. Nhưng mà cãi nhau mồm thôi, chứ còn kiểu thương nhau lắm, đi đâu cũng phải có nhau hết á. Kiểu bố mình lên trên này nhá, hôm bố mẹ mình lên trên này, xong rồi buổi chiều bố mình muốn đi uống bia, bố mình phải rủ mẹ mình đi uống bia, bố mình mới đi cơ, không đi một mình đâu. Rủ mẹ mình đi uống bia với cả anh em ở chỗ gần chợ, xong rồi kiểu đi đâu cũng rủ vợ đi ấy, kể cả là kiểu bạn bè mời đi ăn hay như thế nào là phải có vợ đi cùng. Bay nhà mới đập ấm. Bố mình thật đập với tôi. Ngày xưa còn nói chung là bố mình đập đồ đấy chứ không hay đánh. À, không đánh vợ để không đánh vợ con là best á. Không đánh vợ thôi chứ đánh con là chuyện bình thường bạn ơi. Ngày xưa thì đánh bọn mình, hồi bọn mình nhỏ là có đánh, nhưng mà bọn mình lớn rồi là không đánh, tức là con cái mà đến cái độ tuổi mà kiểu như là mười mấy tuổi rồi mà lớn rồi á là không đánh nữa, bởi vì là lúc đấy là có ý thức rồi, biết rồi. Còn lúc nhỏ là bố mình kiểu uốn nắn thôi để cho không bị sai trái, không bị hư thôi. Chứ còn khi đến bọn mình học cấp 3 là không có đánh nữa. Cấp 2 là không đánh nữa rồi sao á? Ừ, cấp 2 là không đánh rồi. Bởi vì là lớn rồi mà, cuối cấp 2, cấp 3 gì đấy. Đáng tôi mới lon chị là sao? Mình không uống, bố mẹ mình đi uống thôi. Vợ cầm hết tiền rồi trả rủ vợ đi. Không, bố mình lấy lương, bố mình sẽ đưa mẹ mình, nhưng mà vẫn sẽ có tiền tiêu vặt cho bố mình chứ. Tại vì bố mình hay đi ăn sáng, ăn phở, ăn bún các thứ, uống bia. Kiểu ngày xưa đầu quân cho bố, nàng cũng lên chơi lửa chùa không chị không? Thì lúc nắng chuyện sang làm streamer bố có nói gì không á? À, không. Bởi vì là lúc đầu bố mình không biết, mình cũng không nói, mình cứ âm thầm làm thôi. Sau rồi đến khi mình nghĩ là đến khi bố mình biết việc mình chuyện nghề rồi thì bố mình cũng chỉ nói là đấy, nó đi học mà, xong rồi nó có làm cái nghề đi đâu. Chỉ nói vậy thôi. Tại vì thực ra thì bố mình cũng khá là tin tưởng mình ấy. Không kiểu, bởi vì mình lớn lên cái cách cư xử, cách nói chuyện của mình, mình không nói chuyện nhiều, nhưng mà cách cư xử của mình là một đứa biết rất là biết điều rồi. Nên là bố mình cũng khá là quý mình thì không có ấy nhiều, không có kiểu mắng gì không. Thế có mẹ mình là suốt ngày càm ràm về cái việc mình đi làm này thôi. Lúc đầu thôi, mỗi tuần mẹ đưa bố 100k để uống cà phê với đồng nghiệp á. Không, lấy lương cái là chia luôn đấy. Nhà mình là lấy lương cái là bố mẹ chia nhau luôn đấy. Kiểu phần lớn là mẹ mình sẽ cầm để chi tiêu này, để làm này làm cái kia này. Còn bố mình sẽ cầm khoản này là bố mình sẽ tiêu hết nó. Đấy, xong rồi ví dụ như là có lần lên Hà Nội này thì mẹ mình quên mang tiền. Thế là hôm đấy mẹ mình đi chợ, mẹ mình không có tiền, mẹ mình vay bố mình cơ mà. Tức là tiền lương về là của ai, phần ai người đấy cầm. Mặc dù đây là lương của bố mình á, nhưng mà tiền đấy sẽ chi tiêu đúng không, sẽ chia ra này. Mẹ cầm này, còn bố cầm một phần để ăn, để gọi là ăn sáng uống bia thôi đấy. Xong rồi mẹ mình mà quên tiền, mẹ mình sẽ vay bố mình, xong rồi trả xì vậy luôn, rồi chia luôn. Buồn cười lắm.
Xong rồi, nhưng mà bố mình tiền có làm gì đâu, chỉ có ăn sáng, uống bia với cho thằng Hưng thôi. Bởi vì hay cho thằng Hưng lắm. Có hôm kiểu thằng Hưng nó biết là bố mình, mà hôm nào mà bố mình ngà ngà say là xin tiền dễ lắm, là nó cũng hay xin nữa. Ừ, sao phẳng lắm. Vay mà, không phải kiểu ấy đâu. Nhà mình buồn cười lắm. Như kiểu đợt Tết là gì nhỉ? Có mấy năm là Tết là nhà mình ngồi bàn tròn, ngồi ngồi khoanh chân quanh chiếu để chơi bài đấy. Mẹ mình rủ, bố mẹ mình rủ chơi bài, mẹ mình mục tiêu là mẹ mình muốn là bọn mình sẽ lấy tiền của bố mình, tức là thắng bố mình để lấy tiền, xong sau đấy thì về tay mẹ mình hết mà. Nhưng mà không, toàn bố mình thắng thôi, mình chả được đồng nào. Mẹ mình với cả chị Hằng thì không thua nhiều, nhưng mà thường thì mình sẽ là đỡ âm nhiều, xong sau đó thì bố mình sẽ cho lại mình hay kiểu thế. Toàn bố mình thắng thôi, bố mình chơi chơi cờ bạc giỏi vãi. Bố mình thì không đi chơi cờ bạc ở bên ngoài, nhưng mà chơi trong gia đình kiểu bốn người như thế, chả hiểu tại sao bố mình toàn thắng thôi, năm nào cũng thế. Nhưng mà kiểu chỉ chơi 10.000, 20.000, 50.000 thôi. Xong rồi thường thì bố mẹ mình sẽ đặt cửa riêng, xong rồi đặt 100, 200 ấy, kiểu chơi to ấy. Người trong quân đội vậy, anh em thông cảm. Nhưng mà ở nhà bố mình tếu lắm, buồn cười lắm. Bố mình thích các bạn không biết là đợt đầu tiên bố mình đi kìa. Cái đợt đầu tiên, cái lúc mà bố mình nghỉ hưu ấy, là bố mình chưa quen với cuộc sống ở nhà nhiều. Tức là bố mình bình thường vẫn về nhà chơi, vẫn bình thường không sao. Nhưng mà cái đợt mà bố mình mới về hưu hẳn ấy, là kiểu bị buồn. Bình thường ăn cơm ở quân đội là sẽ đông đông người, đến giờ ăn xong rồi mọi người ồ ạt đông đúng không, về nhà bị buồn còn rủ bọn trẻ con hàng xóm sang ngồi ăn cơm cùng cơ mà, để cho vui cơ mà, rủ bọn trẻ con sang bởi vì ăn cơm một mình, ăn cơm ít người không buồn. Rồi cười lắm. Hồi trẻ thì bố mình cũng có chơi bài đấy, nhưng mà ít. Xong rồi mình nhớ là cũng có năm phá, cũng có năm kiểu cũng có năm mất, cũng mất nhiều nhiều. Nhưng mà xong rồi bây giờ bố mình hết rồi. Hồi trẻ bố mình còn thích karaoke nữa, hay kiểu hát ầm ĩ cả xóm lên không cho ai ngủ. Bây giờ thì bố mình cũng có tuổi rồi, không không còn đam mê mê karaoke nữa. Ít, ngày xưa thì có, ngày xưa thì thích hát lắm, thích nhậu nhẹt hát nhạc vàng bolero sập sình thì đúng rồi. Mà bố mình còn hay bật nhạc to nữa, kể cả không hát cũng bật nhạc to, cứ sáng ra là gì suốt ngày cứ đừng ví em là biển, rồi là thuyền anh ra khơi cho cá bạc đầy sông, rồi là gì, chúng tôi là chiến sĩ, rồi là nói chung mọi đủ các thể loại luôn suốt ngày, sợ vãi trường. Mình còn thuộc cơ mà, rồi còn gì nữa nhỉ, tiếng đàn bầu thuở xưa, cung ngân là tiếng mẹ, cung trầm là tiếng cha, rồi là đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc tao ôm cây súng, rồi là gì nhỉ, ai đi xa mô đó có nhớ về Hà Tĩnh, rồi là nói chung là nhiều lắm, mình thuộc nhiều lắm, tại vì suốt ngày nghe mà, mình nghe suốt ngày luôn. Phát đập gọi lật rung nhà, ôi sợ lắm các bạn ạ. Nhưng mà kiểu bố mình ít về quê ấy, kiểu ngày hồi trẻ thì suốt ngày đi, xong rồi 2 tuần mới về một lần, về thứ bảy chủ nhật thôi, mà không phải tuần nào cũng bật nhạc, nên là cũng bật nhạc thường xuyên ấy, nên là kiểu hàng xóm cũng thông cảm ấy, tại vì bố mình ít về, bình thường quen rồi.